Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc phiên trọng thể. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh đoàn qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn cùng 228 đại biểu đại diện cho hơn 55.000 đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đại hội lần thứ 15, đóng góp tích cực vào thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống của đoàn các cấp được chú trọng, đổi mới về nội dung, phương thức, công tác xây dựng tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tiếp tục được quan tâm. Ba phong trào hành động cách mạng của đoàn là thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. 5 năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã xây dựng 128 công trình thanh niên, trồng 146.000 cây xanh, sửa chữa và xây mới điểm vui chơi cho trẻ em ở 161 xã phường thị trấn. Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Toàn tỉnh đã hỗ trợ vay gần 270 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế, hỗ trợ 50 dự án khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp cho trên 122.000 thanh thiếu niên, đề xuất trên 50.000 ý tưởng, sáng kiến. Các chỉ tiêu cho công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đều vượt kế hoạch đề ra. Với tinh thần tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển, những quyết định của đại hội thể hiện cho ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Hưng Yên cùng nhau thi đua, rèn đức, luyện tài, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương Hưng Yên giàu truyền thống cách mạng, ra sức thi đua học tập, lao động, đem tài năng sức trẻ, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà tỉnh đoàn Hưng Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đoàn và cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng với sự năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về tầng lớp thanh niên Hưng Yên thời kỳ mới, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị, đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên bước vào nhiệm kỳ 2022-2027 trong bối cảnh với nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít những khó khăn thách thức. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đang là xu thế lớn có tác động nhiều mặt tới đời sống của giới trẻ. Điều đó đòi hỏi thế hệ trẻ trong tỉnh cần tiếp tục không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, vượt qua mọi khó khăn thử thách để đạt được những mục tiêu Đại hội 16 của tỉnh đoàn đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh được Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 của tỉnh đề ra, các cấp bộ đoàn cần nghiên cứu, xác định rõ phần việc cấp mình, cụ thể hóa thành nhiệm vụ giải pháp, từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, trong đó cần chú trọng việc triển khai một số đề án như đề án Thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030 hay đề án về nâng cao năng lực số cho thanh niên Hưng Yên giai đoạn 2022-2025, và cần phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả nhiệm kỳ này. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn theo hướng sâu sát, thiết thực, hiệu quả, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội để định hướng cho thanh niên chủ động tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, đào tạo, giải quyết việc làm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong các phong trào của địa phương, nhất là tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu,
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, ban hành các chương trình kế hoạch và sớm triển khai thực hiện đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo nên diện mạo mới cho công tác đoàn và phong trào thanh niên thiếu nhi tỉnh nhà. Thưa đại hội, nhân dịp này tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hãy dành cho tổ chức đoàn sự quan tâm đặc biệt, hãy tin tưởng và hãy giao nhiệm vụ cho thanh niên, đồng thời thường xuyên quan tâm theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành thực sự xứng đáng, là lực lượng tiên phong xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh và hạnh phúc. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã tặng tỉnh đoàn Hưng Yên bức chướng mang dòng chữ Tuổi trẻ Hưng Yên tiên phong đoàn kết sáng tạo khát vọng phát triển quê hương phồn vinh hạnh phúc. Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của cán bộ đoàn viên thanh niên tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ có quyết định tặng cờ thi đua cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn tặng bằng khen. Sau 2 ngày làm việc trên tinh thần dân chủ trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Vũ Hùng Luyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn khóa 15, tiếp tục tái cử Bí thư Tỉnh đoàn khóa 16, nhiệm kỳ 2022-2027.